Thưa các bạn, từ khi thơ mới xuất hiện với những tác giả đầu đàn như Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Thế Lữ, những vần thơ viết theo thể đường luật dần dần thưa vắng và đến nay có thể gọi là hàng hiếm. Một vài lý do lý giải cho sự hiếm hoi này, trong đó chắc chắn vì thơ đường luật khó thực hiện. Thơ đường luật yêu cầu cao về niêm luật, gieo vần, đối ngẫu, đòi hỏi người viết một kiến thức sâu, một hiểu biết rộng, ít nhất cũng không thể ở mức thường thường bậc trung. Của hiếm thường là của quý. Bây giờ nếu gặp đâu đó một tác giả vẫn cần mẫn với đường luật, trong trường thiên thơ của anh ta có quá nửa là đường luật, thì gần như chắc chắn rằng đấy là hàng quý. Đăng Minh là một tác giả như thế. Đăng Minh vốn gốc Hà Nội, hiện cư trú ở thành phố Bà Rịa. Như những người làm thơ khác, Đăng Minh cũng mượn vần, mượn điệu để biểu cả cảm xúc trước con người, trước non nước. Mời các bạn nghe trùng thơ viết theo thể đường luật của Đăng Minh để có thêm cho mình những nhận xét về sự quý hiếm này. Ba bài thơ sau đây của Đăng Minh viết về những người phụ nữ của mình. Một là người mẹ, quằn vai một thủa nẻ đường côi. Một là người vợ, vóc liễu mỏi mòn phai nét thắm. Và một có lẽ viết về một giá ngọc đã xa nào đó. Mẹ tôi. Mẹ nay đã tuổi 80 rồi, tóc trắng da mồi năm tháng phôi. Sạm mặt bao mùa nơi ruộng bạc, oằn vai một thủa nẻo đường côi. Thương con chẳng quản ngày mưa nắng, dự phận không màng chuyện thứ ngôi. Lặng lẽ màu chiều dần lan bóng, vẫn ngời đôi mắt dõi dòng trôi. Vẫn mãi khơi dòng. Đêm ngày một bóng một đèn trong, tần tảo đâu vì được cậy công. Thang thuốc thương chồng khi trở gió, áo chăn ấm trẻ lúc vào đông. Chợ xa chẳng quản ngày mưa nắng, gạo hết không màng chuyện bão giông. Vóc liễu mỏi mòn phai nét thắm, mạch yêu thương mãi mãi khơi lòng. Chốn cũ quay gót lần về thăm bến xưa, ghé vào quán nhỏ đợi cơn mưa. Còn đây bóng điệp in chiều đổ, vẫn đó hàng cau đón gió lùa. Gác cũ tìm em trơ vách mỏng, bìm xanh răng kín lối sông thưa. Hỏi thăm sông cũ tim đau nhói, dáng ngọc đi xa đã mấy mùa. Đúng là hàng quý hiếm phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã theo dõi.